Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Ngày hôm nay, drama vẫn còn đang diễn ra, nhưng nó kịch tính ngay từ phút ban đầu và trời mưa rất là to, phải dời lại rất là nhiều lần. Không biết là phải có ý trời mà mưa to quá hay là không. Sau một thời gian tìm hiểu và xem những clip trên mạng thì cuối cùng em cũng đã có được một đoạn video hoàn chỉnh về sự việc chị Hằng có phát biểu về sư Thích Minh Tuệ. Chuyện này gây chấn động địa cầu và drama này nó nổ ra một cái. Tôi nói các chị và các bạn là không thể hiểu nổi luôn. Thiệt em không thể hiểu nổi luôn và tôi nghĩ rằng ngày mai cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Ok, here we go. Đó. Có một cái tổ chức nào nó đã đứng sau cái câu chuyện thì Thích Minh Tuệ rồi, và bất ngờ ở đây là có một cái người phụ nữ âm thầm đi lại gặp chị Hằng, khóc sướt mướt luôn, sau đó rủ chị Hằng đi biểu tình và tự xưng mình là tổ chức Việt Tân. Thầy, cái kết cục này sao nó vô duyên quá các anh chị các bạn, thiệt em không ngờ luôn, em không ngờ chị Hằng dữ tới mức này luôn. Do đó ta sẽ xem cái clip này như thế nào. Here we go. Chính người phụ nữ này đã đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ. Quý vị nghe cho rõ, Nguyễn Phương Hằng tôi nói có sắp có cái chứng. Nói rất rõ là tôi kéo fan của tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ. Và fan của tôi, cộng với fan của Minh Tuệ, xuống đường lật đổ chính quyền. Trời. Và xưng là tổ chức Việt Tân sai bại đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Ghê quá. Vậy thì quý vị nghĩ xem, nếu như tôi là một người được quý vị yêu mến, nhập chưa các bạn? tôi đi thăm ông thầy như vậy, tôi vẫn kêu thầy là rất lịch sự nha quý vị. Thì với cái sức hút của tôi đi lên trên đấy và với cái sức hút của ông thầy Minh Tuệ tràn xuống đường, có phải là phá hoại đất nước hay không, đánh vào an ninh quốc gia và phá hoại đất nước hay không? Quốc tế không quý vị, tôi chưa bao giờ nói sai và hôm nay tôi đưa bà ấy ra và tôi nhờ chính quyền làm rõ, vì bà ấy nói rằng bà ấy là tổ chức Việt Tân sai đến gặp tôi để xuống đường lật đổ chính quyền. Mình đi, ai mình vào mình đi. Tôi đứng giữa trời, giữa hồn thiêng sông núi này, không bao giờ tôi quay lưng lại với Tổ quốc. Tuy tôi đi tù nhưng trái tim tôi luôn yêu nước quân dân. Vậy thì tại sao bà này tự xưng là tổ chức Việt Tân sai bãi đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ? Vậy thì ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải giải cứu và phải kéo fan của tôi đi cùng với fan vẫn cùng xuống đường lật đổ chính quyền là cái gì vậy quý vị? Nguyễn Phương Hằng tôi nói đã quốc là không chừa phát nào. Tôi lại cái đoạn cô nói rằng là cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê và bỏ rơi. Thái độ của bà ấy quý vị nhìn cho kỹ nè, và quý vị nghe tôi trả lời nè, đây là một nhân chứng sống là tổ chức Việt Tân kêu bà ấy đến gặp tôi và nói rất rõ. Vậy thì ai còn binh được cứ binh, ai quay lưng với đất nước cứ binh. Tôi không có khen chuyện này nhưng đừng nói tôi quay lưng, đừng nói rằng là tôi sợ. Nguyễn Phương Hằng này chưa bao giờ biết sợ, nó chưa bao giờ biết chết chơi, chưa bao giờ biết chạy. Vậy thì tất cả những người đã chửi tôi hãy nghe cho rõ và nhìn cho kỹ, tự lựa chọn. Tôi lại cho cô, như vậy là bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 89 của trận đấu. Chúng ta không đoán được chị Hằng sẽ làm như thế nào, và hậu
hồi nãy em cũng đã giao lưu cho các anh chị xem rồi đấy. Chắc chắn rằng là ngày mai cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, và có thể rằng là cơ quan đã vào cuộc từ lâu rồi sau khi chị Hằng báo công an. Nếu như chị Hằng lên trên mạng mà phát biểu như vậy thì tôi nghĩ rằng chị Hằng đã liệu hết mọi thứ rồi anh chị các bạn, liệu hết mọi thứ rồi. Nhiều khán giả điện cho em quá, em cũng không biết trả lời các bạn như thế nào, thì cái việc này nó đã đi xa tầm tay với của một YouTuber. Tôi nghĩ rằng Bộ Công an sẽ vào cuộc, mai báo sẽ đăng ầm 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 nha, và chúng ta hãy chờ đợi cơ quan chức năng. Trong giai đoạn này rất nhạy cảm, chúng ta không biết được điều gì, chúng ta chỉ dự đoán như thế này. Thứ nhất là cái bà đó bà tự mạo nhận bà là tổ chức Việt Tân, thì cơ quan chức năng sẽ vào sẽ điều tra bà đó luôn và xem xét của chị Hằng nói như vậy có kiểm chứng hay là không. Tôi nghĩ trường hợp này rất là hiếm, tại vì chị Hằng khi mà lên trên không gian mạng nói như vậy rồi thì cũng đã bảo có bằng chứng và chứng cứ. Tuy nhiên chúng ta cũng không lường trước được cái sự việc này, tại vì chúng ta ngồi ở nhà nha, chúng ta không biết gì cả, do đó tôi miễn bàn về vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai chúng ta đưa ra cái biện luận nữa, đó là thực sự bà đó là của tổ chức Việt Tân thì đằng sau tổ chức Việt Tân là những ai, ai đã cài cắm theo thầy Thích Minh Tuệ từ đó tới giờ, tôi ví dụ là như vậy đó. Còn tình huống đó đó thì chỉ có tình huống này xảy ra thôi, tại vì tình huống thứ nhất không ai gì dạy gì mà lên trên không gian mạng nói những lời như vậy để tự hại mình. À, trường hợp một rất là hiếm. Do đó các YouTuber nào đi theo thầy Thích Minh Tuệ, theo tôi nghĩ thôi nha, là sẽ bị mời hết. Thậm chí có thể khả năng tôi cũng bị mời, tại vì tôi cũng đã từng làm về thầy Thích Minh Tuệ nha, nhưng mà tôi không có đi theo. Tôi ngồi ở nhà tôi lấy clip làm không à, giấy trời con qua con trăng này mới được. Đó thì chị Hằng cũng đã lên 3 phút mấy và chiếu clip cho các bạn. Tuy nhiên thì người ta sẽ nghe được clip đó nhưng không thấy hình. Cho nên tôi thì tôi cắt hai clip lên cho các bạn xem luôn nha. Và trong giai đoạn này rất là nhạy cảm, không thể nói được điều gì hết, im lặng. Ngày mai báo chí sẽ vào và có thể là Bộ Công an sẽ vào cuộc. Đầu tiên người ta sẽ mời chị Hằng lên để người ta hỏi thế này thế kia thế nọ. Và tôi nghe anh Dũng bảo rằng đây là cái bài livestream cuối cùng của chị Hằng, để chị Hằng có thể là toàn tâm toàn ý vào điều hành cái quỹ Hằng Hữu. Và bất ngờ ở đây là quỹ Hằng Hữu không hoạt động giống như trước, mà chỉ là quỹ quỹ mổ tim thôi các anh chị các bạn. Trái tim Hằng Hữu là chỉ hoạt động thôi, còn những cái quỹ khác cũng từ quỹ Hằng Hữu đó sẽ tạm dừng vì không đủ kinh phí các anh chị các bạn. Và quỹ Hằng Hữu này sẽ hoạt động tới năm 2030, sau đó sẽ giao lại cho bé Hằng Hữu để cùng mẹ mình hoạt động tiếp tục. Trong quá trình hoạt động, nếu như cái quỹ này không đủ để mà giúp đỡ cho em bệnh tim thì bên phía công ty cổ phần Đại Nam sẽ xuất tiền ra để mà tròn vào. Còn nếu xuất tiền ra không thể tròn vào được thì họ sẽ làm gì các chị và các bạn? Họ sẽ bán đi một số tài sản để lắp vào, và giống như lời hứa của họ, họ sẽ vận hành tới năm 2030 và tới khi đó bé Hằng Hữu là cái người sẽ quyết định vấn đề này. Thông tin thứ hai nữa là có thể là sắp tới tài sản của bên Đại Nam sẽ tập trung vào cái quỹ này nha. Và anh Dũng anh bảo rằng đó là tài sản sẽ để lại một nửa cho con trai và một nửa làm từ thiện, giống như mà ra chúng ta xuất hiện hai bàn tay trắng và chúng ta ra đi cũng hai bàn tay trắng luôn, còn được hay là mất, giỏi hay là khờ thì do hậu bối này quyết định nha. Một hành động cũng rất là hay các anh chị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã chờ đợi hai vấn đề, và hai vấn đề đó đã xảy ra. Thứ nhất là chị Hằng nói về quỹ Hằng Hữu và quỹ Hằng Hữu chính thức mở cửa lại. Thế tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cái quỹ này hoạt động như thế nào, có giống như trước hay là không, và những lời của anh Quỳnh Minh Dũng nói trên đó về quỹ mổ tim có đúng hay gì không, tôi sẽ xác minh lại và cái cách vận hành như thế nào sẽ trả lời với các bạn trong thời gian sắp tới. Và sẽ nếu mà cái quỹ này chỉ có mổ tim thôi thì chúng ta cũng tìm những cái người
người mà đã sinh ra không được may mắn lành lặn như chúng ta, để chúng ta hướng dẫn họ lên đến Đại Nam theo cái lời theo cái yêu cầu mà chúng ta đã mong muốn trước đó. Cái vấn đề thứ hai nữa là sự việc chị Hằng cũng đã phát biểu hồi nãy rồi đó, à, có một cái người phụ nữ mà lợi gặp chị Hằng yêu cầu á, là chị Hằng giúp đỡ để cứu Xuân Minh Tệ và xuống đường để cứu Xuân Minh Tệ, gặp Xuân Minh Tệ gì đó. Thì vấn đề này á, là để cho cơ quan chức năng ta vào cuộc, chứ mình cũng không có đủ khả năng để mà mình theo sát câu chuyện này đâu anh chị các bạn. Đây là người phụ nữ khóc lóc ỉ ôi mà chị Hằng bảo rằng á, là yêu cầu giải cứu thầy Thích Minh Tuệ nha. Diễn của đó thì câu chuyện mày mai như thế nào. Hôm nay trời mưa quá không có xem được cái gì hết. Ngày mai tôi nghĩ cái đoạn clip này nó sẽ lên tới anh ANTV đó anh chị các bạn. Trời ơi, cái vấn đề nói về chị Hằng là một cái gì bùng nổ trên viral không gian mạng mà, đúng không? À, đó là cái chị này, chị khóc lóc yêu cầu chị Hằng giải cứu thầy Thích Minh Tuệ đó. Thì sắp tới sẽ, tôi nghĩ rằng thầy sẽ xuất hiện, thầy sẽ xuất hiện nữa cho các bạn xem. Và cái drama này không biết đi về đâu, tôi đoán không ra đó mà. Tại tôi nghĩ hoài mà tôi cũng đoán không ra tại sao đó, thầy được người ta bảo vệ mà cái đám này nó lại kêu đi giải cứu thầy là làm sao. Cái vấn đề mà lâu lâu á, thầy lên trên mạng thầy trả lời cũng gì làm cho vui lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả khó tính. Do đó trong thời gian sắp tới tôi đoán rằng thầy Thích Minh Tệ sẽ xuất hiện trên đài tiếp tục, đài VTV tiếp tục. Và nghe thông tin rằng á, một số thông tin bên lề đó, thì nghe nói đài VTV cũng đã ghé bên nào đó, bên Gia Lai gì đó để làm với các bạn. Mà tới đây thông tin bên lề thôi nghe các chị các bạn, là những thông tin chưa được kiểm chứng, để xem cái dự đoán của chúng ta có thành hiện thực hay là không. Những cái vấn đề mà nói về Thích Minh Tuệ á, là chúng ta phải đủ đầy đủ thông tin nghe chị các bạn. Những thông tin bên lề gì các bạn đừng có tin nha, chúng ta chỉ nghe nói cho vui thôi, chứ làm gì chúng ta là cái người này thế nào mà chúng ta có thông tin như vậy. Chúng ta nói cho vui thôi, đừng có tin. Chừng nào cơ quan chức năng lên hãy tin. Tại vì có trường hợp câu view câu like bảo rằng thầy đang ở chỗ này, thầy đang ở chỗ kia, bị phạt 5 triệu bạc. 5 triệu bây giờ khó kiếm lắm nghe mọi người. Do đó thì em nói thông tin là thông tin chính xác thì các bạn hãy nghe, còn thông tin trà đá vỉa hè thì các bạn có thể là tin thông tin thì tùy các bạn. Đó. Như vậy là trong quá trình mà chị Hằng gặp gỡ fan hâm mộ của mình tại Đại Nam thì đã có một nhân vật rất nặng ký tự xưng mình là tổ chức Việt Tân luôn. Mà ngộ nha ta, cái này hơi ngộ nha. Nếu mà tự xưng như vậy đó, lỡ mai chị Hằng không chịu làm sao, nó cũng không, nó không không có phương pháp nào khác sao, hay là nó cử cái bà này liều mạng vô gặp chị Hằng, chúng ta cũng không biết được. Tự nhiên cái vô nói tôi tổ chức Việt Tân vài bữa nữa khán giả rủ mình uống cà phê, cái chạy lời nói tôi là tổ chức Việt Tân là thôi rồi nghe đi các bạn. Thì cái vấn đề này các bạn xử lý như thế nào? Nếu như tự nhiên có người chạy lời nói bảo chúng ta rằng tôi là tổ chức Việt Tân thế này thế kia thì sao các bạn? Thì thôi thì để cơ quan chức năng xử lý thôi, chứ em cũng không biết nói làm sao nữa. Cái này em bối rối quá trời bối rối cái gì các bạn, đã bối rối quá bối rối, em cũng chả biết làm sao với cái này nữa. Để xem cái sự giải cứu của các YouTuber như thế nào. Em đã đưa ra hai trường hợp rồi đó. Thứ nhất là cái bà đó bà mạo nhận bà là tổ chức Việt Tân ha, bà lên bà phá chị Hằng thì để xem cơ quan chức năng xử lý như thế nào. Thứ hai là thật sự bà là tổ chức Việt Tân thì cũng sẽ điều tra về cái sự việc, có thể là thầy Thích Minh Tuệ sẽ, người ta sẽ điều tra tới những cái YouTuber đó nha. Mọi chuyện sẽ tiến hành ở trong tương lai. Các YouTuber bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Em đoán như vậy thôi, chứ còn cơ quan chức năng làm như thế nào sao em biết được. Thì chúng ta chỉ dự đoán như vậy thôi, chúng ta không quy chụp nha. Tính thế em thích quy chụp, khi chưa có bằng chứng và chứng cứ mà quy chụp người khác là không được nghe chị các bạn. Thôi thì em cũng đã rất là cố gắng để làm clip này phục vụ các chị các bạn, cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình. Đợt này chị Hằng có quốc trượt hay là không
cái này chắc không trượt rồi, không ai lấy cái danh dự của mình ra hay là uy tín mình ra tổ chức một cái live stream hoành tráng như vậy để mà tự hại mình. Do đó cái trường hợp thứ nhất tôi nói các chị rồi đó, là trường hợp mà không chắc thắng, tức là bà đó bà mạo nhận tổ chức Việt Tân để bà dụ khị chị Hằng, thì cơ quan chức năng sẽ mời chị Hằng làm việc, và cái việc chị Hằng đưa lên trên mạng như vậy đó có bị cái gì hay là không. Trời ơi, đám cái đám cuồn cuộn chắc nó phái dữ à. Nhưng mà các bạn biết rằng phán tội một người nào đó là phải có sự điều tra, điều tra rồi có nhân chứng, có vật chứng, có đủ điều kiện hết mới có thể là bắt người ta được, chứ không phải một hai câu nói vu vơ hay là một hai buổi live stream mà bắt được đâu các anh chị và các bạn. Cái quyền quyết định cuối cùng là quyền quyết định của cảnh sát điều tra, của cơ quan chức năng, chứ không phải của chúng ta. Chúng ta thích phán tội người khác lắm, lên trên mạng chúng ta tự cho chúng ta là hoàng thượng hoàng hậu, chúng ta phán tội người ta, phán từ năm này qua năm kia. Các bạn nhìn lại cái việc mà chị Lan đó, chị chửi người này từ năm này qua năm kia chỉ bị gì đâu, đúng không? Do đó chúng ta phải có những suy nghĩ tích cực, không phải dễ muốn bắt người ta là bắt đâu, muốn bớ là bớ đâu. Tất nhiên thì năm xui tháng rủi, không thể biết được trong mình ra sao, do đó là thôi gác gán giữ bình. Nếu mà cái trường hợp thứ hai xảy ra vui dữ, toàn bộ các youtuber đi theo thầy Đức Minh Tệ che, chắc em nghĩ là sẽ mời làm việc hết. Mời làm việc hết, và cái quá trình điều tra nó sẽ kéo dài chắc cũng dữ à, còn dài còn hơn cô dâu 8 tuổi đó các anh chị và các bạn, vậy còn hơn cô dâu 8 tuổi đó. Bởi vì nếu mà trường hợp này xảy ra đó, thì em nói với chị các bạn là ở xa xưa đó, mọi người vô làm youtuber ai cũng muốn có lượng view lượng like cho mình, ai cũng muốn đi theo thầy Thích Minh Tệ hết trơn á. Bây giờ thì cái việc mà họ kiếm rất nhiều tiền thì Thích Minh Tệ, cái đó là phước hay là họa, chỉ mong muốn rằng những dự đoán của em sẽ không thành hiện thực. Các bạn youtuber sẽ qua, mà tay qua nạn khỏi thôi. Làm YouTube mà cũng bị có những cái nghiệp như vậy thì cũng hơi buồn ha anh chị các bạn. Tôi thì chủ trương của tôi thì tôi vẫn xem tất cả mọi người là đều là bạn hết. Cái việc mà chúng ta nói chuyện trên mạng xã hội chỉ là bất đồng quan điểm thôi, chứ còn cuộc sống của mọi người khác nhau, đâu có giống nhau được. Đâu có kêu người này làm giống mình, giống mình mới thích, còn không giống mình không thích, không được anh chị các bạn. Mỗi người đều có một công việc, một cuộc sống ha, khác nhau hoàn toàn. Còn cái việc mà chúng ta biện luận, chúng ta phản biện trên mạng xã hội đó là chuyện bình thường. Nhưng đừng bao giờ mà nghĩ rằng chúng ta là kẻ thù với nhau. Tôi nói như vậy đấy. Ok, chúc các bạn có nhiều thành công và những sức khỏe trong sắp tới. Mong muốn rằng cơ quan chức năng sẽ không có mời bất cứ youtuber nào ha. Nhưng mà cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là không thể. Tại vì sao? Nó chỉ rơi vào trường hợp thứ nhất thôi, là cái bà đó mạo nhận bà là Việt Tân thôi. Mà cái việc mạo nhận này á, thì chị Hằng không thể nào đưa lên trên mạng được. Nha. Chúng ta chỉ dự đoán như vậy thôi. Còn cái việc nó xảy ra như thế nào, các bạn nhớ bấm like, subscribe, follow kênh để theo dõi trong những tin tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Bữa nay trời mưa không đi đâu chơi được, ngồi nhà làm YouTube luôn các anh chị các bạn. Cảm ơn các anh chị các bạn.